Chào bạn, tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay, Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm vô cùng tuyệt vời có thể giúp bạn chăm sóc sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và cải thiện được chất lượng cuộc sống tốt nhất. Đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Ôn Hoan. Vâng, bạn có thể nhìn thấy bên cạnh Nga đây là sản phẩm mà Nga đang muốn chia sẻ đến bạn. Thời gian vừa qua thì sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà Korea Shop phân phối vô cùng nhiều vì tác dụng hiệu quả của sản phẩm đối với người sử dụng. Khi bạn sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Ôn Hoan, bạn sẽ cảm nhận được rõ rệt khi sức đề kháng của bạn được tăng lên, những bệnh lý trong cơ thể của bạn cũng được hỗ trợ điều trị một cách rất tốt như bệnh viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ hay đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, về phổi. Khi bạn sử dụng sản phẩm này, nó có tác dụng dưỡng phế và đường hô hấp, lá phổi của bạn sẽ có sự tuần hoàn trao đổi vô cùng tuyệt vời, giúp cho bạn có được sức khỏe tốt nhất. Ngoài ra thì sản phẩm rất tốt cho những người mà vừa ốm dậy hay những người sau phẫu thuật sức khỏe yếu kém, thì sử dụng sản phẩm này nó giúp cho bạn tăng cường sinh lực. Khi bạn có được sức khỏe tốt rồi thì chắc chắn rằng các bệnh lý cũng sẽ được đẩy lùi, đúng không ạ? Và một điều vô cùng tuyệt vời mà Nga muốn chia sẻ đến bạn, nhấn mạnh trong sản phẩm này, đó chính là công dụng cân bằng âm dương. Khi mà các anh nam giới hay chị em phụ nữ chúng ta sử dụng thì vấn đề về cải thiện sinh lý sẽ rất là rõ ràng. Vâng, nếu như trong cuộc sống gia đình, vợ chồng, vấn đề sinh lý được cân bằng và tốt lên thì chắc chắn rằng cuộc sống gia đình của chúng ta cũng hòa thuận và hạnh phúc lên, đúng không ạ? Ngoài ra thì khi sử dụng sản phẩm này, các chị em phụ nữ cũng sẽ có được làn da vóc dáng như ý muốn, bởi sản phẩm có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể, làm cho các hệ trong cơ thể của chúng ta tuần hoàn hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn, và sức khỏe của chúng ta sẽ ngày một tốt lên. Vâng, đó là toàn bộ công dụng của sản phẩm đông trùng hạ thảo Đông Chu Ôn Hoan. Khi bạn sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cần phải sử dụng như thế nào cho đúng và có những lưu ý gì, thì ngay sau đây Nga sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng sao cho có được hiệu quả tốt nhất nhé. Vâng, đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Ôn Hoan của chúng ta. Bạn có thể nhìn thấy góc bên phải là chữ Samsung. Sản phẩm này được hãng Samsung bảo trợ. Vâng, và đây là cờ Hàn Quốc, đúng không ạ? Made in Korea và phần check mã vạch. Hạn sử dụng là năm rồi đến tháng rồi đến ngày, được in rất là rõ ràng. Vâng, và một hộp lớn như thế này thì bên trong chúng ta có hai hộp nhỏ. Và mỗi hộp nhỏ là 100g viên hoàn đông trùng hạ thảo được kết hợp với các thảo dược khác. Và bây giờ thì Nga sẽ bóc hộp này ra. Đây ạ, hộp bên trong của chúng ta đây, màu đỏ rất là sang trọng và đẹp, đúng không ạ? Khi bạn mở nắp ra thì chúng ta sẽ có một lớp giấy bạc được bọc kín phần đầu lọ như thế này. Chúng ta sẽ bóc phần giấy bạc này ra. Vâng, rất là tuyệt vời vì sản phẩm này được bảo quản vô cùng là chắc chắn. Nếu như khi mà bạn bóc vỏ hộp ra để sử dụng rồi, bạn cũng không lo lắng cho việc bảo quản sản phẩm, bởi vì ngay bên trong chúng ta có một nắp màu trắng nữa để bảo quản ạ. Và chúng ta chỉ cần gạt nắp này sang thôi là chúng ta đã có thể lấy được sản phẩm ra để sử dụng rồi. Vâng, và Nga sẽ đổ sản phẩm ra tay để cho mọi người có thể dễ dàng quan sát thấy các hạt đông trùng hạ thảo này nhé. Vâng, vừa mới đổ ra tay thôi là Nga đã cảm nhận được cái mùi thảo dược vô cùng đặc trưng. Và Nga nhận thấy rằng các viên này được làm rất là nhỏ để cho chúng ta có thể thuận tiện khi uống. Và cách sử dụng thì hoàn toàn hết sức đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng từ 20 cho đến 50 viên này một ngày và chia làm 3 lần. Một lưu ý là sản phẩm nên dùng cho người từ 13 tuổi trở lên và phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thì không nên sử dụng sản phẩm này. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ đến bạn tác dụng cũng như cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất với sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Ôn Hoan. Đến đây thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng và sẽ nhận thấy rằng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Ôn Hoan phù hợp với tất cả mọi người trong gia đình bạn rồi, đúng không ạ?
nó sẽ giúp cho sức khỏe của cả gia đình bạn tốt lên và không còn lo ngại về các vấn đề bệnh tật trong cơ thể nữa. Đây là sản phẩm mà thời gian vừa qua Korea Shop đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực khi mà khách hàng sử dụng và có được tác dụng như mong muốn. Chính vì vậy nên Korea Shop tin chắc rằng sản phẩm này sẽ giúp cho bạn cũng có được sự hài lòng như vậy. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì bạn chỉ cần truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link ngay dưới phần mô tả video này. Hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn cặn kẽ và giao hàng cho bạn trên toàn quốc một cách nhanh nhất. Vâng, khi mua hàng tại Korea Shop 24 giờ, bạn sẽ được đảm bảo mọi quyền lợi và cam kết tốt nhất như kiểm tra hàng trước khi trả tiền hay bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn phát hiện sản phẩm của chúng tôi là hàng kém chất lượng. Thậm chí trong quá trình 7 ngày sử dụng, chúng tôi cũng có thể nhận đổi trả hàng miễn phí cho bạn. Vâng, cần chần chừ gì nữa mà không gọi điện ngay cho chúng tôi để sở hữu sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Quân Hoan vô cùng tuyệt vời này, giúp cho tất cả những người thân yêu trong gia đình bạn như ông bà, bố mẹ hay chính sức khỏe của bản thân bạn có được một cách tốt nhất. Bạn chỉ cách sản phẩm vô cùng tuyệt vời này của chúng tôi bằng một cuộc điện thoại gọi điện cho Korea Shop 24 giờ thôi ạ. Vì vậy hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video, hẹn gặp lại ở video sau.